trên. Hai con đi đồ dứ. Vậy thôi hai già đi ra luôn để cho hai già thì trẻ thêm luôn mình. Mến chào các bạn, chào mừng các bạn đến với kênh YouTube của mình nha. Hôm nay thì ông anh của mình có pha một cây nước các bạn. Từ trước giờ thì kênh mình chưa có quay cái chủ đề này, cho nên thì hôm nay sẵn mình ở nhà các bạn, tính hôm nay nghỉ ở nhà sẽ hơi một bữa. Ông anh mình có pha cây nước thì mình sẽ quay lại gửi đến tất cả mọi người xem ha. Những ai mà chưa thấy cái vụ một pha cây nước nè, chắc có lẽ là những bà con mà ở dưới miền Tây, ở trong nông thôn á, thì cái này quá quen thuộc rồi. Nhưng mà có lẽ là chắc các bạn ở Sài Gòn hoặc là thành thị là hầu như là xài nước máy không à. Cho nên thì cái vụ mà khoan nước mà từ dưới lòng đất đi lên chắc cũng có lẽ là nhiều người chưa biết. Thì sẵn hôm nay mình sẽ quay lại gửi đến chia sẻ cho mọi người xem ha. Nếu mọi người thấy hay thì hãy like cũng như đăng ký kênh ủng hộ mình nha các bạn. Thì cái dàn khoan này là chắc có lâu đời nha. Bây giờ nó sẽ có những cái bộ phận, những cái máy móc mà khoan cây nước nó rất tiên tiến này. Còn ở đây là dạng nông thôn á, sử dụng cái mẫu này rất là nhiều á. Cái máy là cái máy D15 ha các bạn. Ở đây thì khu vực của mình thì mấy ảnh nói là khoan khoảng trên 90 mét là có nước rồi. Không biết là dùng của mọi người là độ sâu bao nhiêu. Nhưng mình biết cái dùng nó là gian biển các bạn. Nếu mà gian biển nữa thì nó cạn lắm, nó không có cần sâu, chỉ cần xuống một ít thì nó sẽ có nước. Còn cái chỗ mình thì khoảng 9 mấy cho tới 100. Ở đây thì anh sử dụng cái ống nước là đi ống 60 các bạn. Chắc là mình nghĩ khoảng 40 mấy ống. Để có một chục ống thì 40 mét, 20 ống, 20 mấy ống các bạn thì được 9 mấy mét nè ha. Đây nước ống nước anh đang truyền lên để chuẩn bị khoan đây. Bên đây thì có một cái máy hơi thì để bơm xuống các bạn, thổi cho cái dơ này kia xuống dưới. Còn đằng này là những cái ống sắt để anh khoan này, cái mũi khóa này các bạn. Trong này chắc có lẽ là giống như là kim cương hột sòn. Người ta nói mũi khóa thường thường là sẽ có kim cương. Chắc là mình chút xíu mình le me chắc mình xin cái ống này quá. Cái mỏ khoan này nó quý các bạn. Đây là cái vàng khoan xuống dưới nè. Để chút xíu nữa mình quay toàn bộ cái quy trình mà mấy ảnh khoan xuống. Bộ lăng nè, rồi hộp số ba da gì là tất cả đều thích hợp vô cái này nè các bạn. Này mình thấy mười mấy năm trước rồi nhưng mà cũng lâu dữ mình không thấy ha. Sẵn tiện thì quay cho mọi người xem luôn. Đây là cái hộp số kèm với cái hộp nhông các bạn để mà khoan, rồi kèm đó là ống nước luôn bơm xuống. Ủa mấy cây nước bây giờ nếu mà dao động giá khoảng bao nhiêu anh? Tầm tùy thì ống anh ạ. Ống lớn thì nó dạ, khoảng cỡ 6 triệu mấy. À là ống 60 mình luôn ha. Ừ, dạ, còn khoảng 6 triệu mấy một con cây nước các bạn. Ống nhỏ thì nó khoảng cả 5 triệu ngoài, 1,5 triệu, 7 vậy đó. Dạ. Dao động trong chỗ sâu chỗ cạn nữa. Ừ. Tại vì ở đây các bạn kế khu công nghiệp nữa. Bây giờ nếu mà nước sông mà dao vô cái mùa hạn á thì nước tuy rằng là công ty đã xử lý nước rồi nhưng mà tới cái mùa hạn nước nó thấp xuống là nước nó cũng dơ với lại là nó ngứa lắm các bạn, tưới gãy còn chết mà. Cho nên thì ai cũng phải có một cái cây nước để sinh hoạt á. Đây bây giờ thì ảnh cũng đã khởi động cái máy lên các bạn để xem, mình đã lại gần chút xíu ha cho lúc mà chưa có dơ nè, để cho mọi người xem cảnh nha. Đây là cái mũi khóa đầu tiên các bạn.
một cái cây vậy là 2 mét không anh? Lúc đầu có bằng là sẽ cần một cái số nước nha, nhưng mà nó xuống cái lỗ này rồi á thì nó sẽ hút ly hút lại hút xuống hút lên hoài, chỉ cần bao nhiêu nước có bằng, không có cần nhiều nữa các bạn ơi. Thank you.
trong cái thời gian mà mấy anh em kia đang khoan cái ống nước các bạn, thì ông anh này ở đây có nhiệm vụ là sẽ lắp ráp những ống nước ha. Đây là cái phần đáy, là cái phần mà xuống dưới đầu tiên này các bạn. Cái ống này là nó được thiết kế gần nó bọng nha, chứ không phải là nguyên ống. Đây mọi người xem đó, tức là nó sẽ ngăn gác gến này kia như các hạt lớn các bạn vô trong cái motor hoặc là lên mình sử dụng ha. Nó sẽ tạo một cái giống như là gảnh như thế này. Đây các bạn, trong này đó, nó sáng chừng ha. Rồi chút xíu nữa máy ảnh đưa xuống mình sẽ tiếp tục quay cho mọi người xem. Tới lớp cát rồi đó các bạn. Ủa nãy giờ là cỡ nhiêu mét rồi chú? Cỡ 80 mét rồi các bạn ơi, là nó tới cái lớp cát như này nè. Chắc có lẽ là gần tới mặt nước rồi đó. Thank you.
chứ có lẽ là có khi là trong đó có vàng không ta. Thì cái đó là cũng là cầu may các bạn, đôi khi là cũng có đá quý này kia, các vàng thì có chứ vàng không có đâu. À đó là vô bánh rồi đó, mà lượng ra tầm cũng có lớn nhưng là vô bánh thôi. Vậy nên anh sẽ sàng lọc cái đó lại đó các bạn. Khi mà nó xuống sâu các bạn, cái độ cứng nó rất là cứng nha, nó giật cái vàng tẩu nè, bật 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 luôn. Rồi. Nó xuống dưới bắt đầu nó cứng á, nó sẽ nặng cái vàng khoan. Anh tiếp tục mò vàng nữa các bạn. Phải thời là đổi đời luôn ha các bạn. Cứng dữ rồi. Bây giờ thì cũng đã đủ ống và nước tới mặt nước các bạn. Bây giờ mấy chú sẽ tiến hành tháo cái ống nước ra nha, cái ống sắt lôi lên và sau đó là sẽ để ống cũ bình minh xuống đó các bạn. Anh này là dẫn
đang miệt mài hút những cái cát ở đây để về nhà mình đãi ra coi được tí may mắn là không ha. Bây giờ là sẽ rút ống ra ha. Quá trời ăn gơ luôn các bạn, điểm nhận luôn ha.
hết rồi đó các bạn. Đây là cái mũi khóa ở dưới nè ha. Rồi bây giờ tới cái giai đoạn là sẽ chuẩn bị để đưa cái dàn ống mũ xuống ha các bạn. Bây giờ là tới cái ống mũ đây. Này là đưa keo vô là dính liền các bạn. Thì sau khi mà đưa cái ống này xuống dưới các bạn, rồi bắt đầu sẽ lấy cái ống hơi á, ém vô cho nó thổi xuống dưới để mà cái ống mà cái lược ở dưới á, nó sẽ xì ra ha, đừng cho nó bị nghẹt trong cái quá trình mà từ trên đưa xuống dưới á, nó sẽ bị sảm sình các bạn. Đưa vô lụm à. Tới rồi các bạn. Giờ là tới cái giai đoạn mấy ảnh canh đây, hình như nó dư ống hay gì rồi. Nó tới cái chừng mực là tới chừng mực rồi các bạn.
mồi nước sạch để bơm thẳng trực tiếp xuống dưới luôn. Chào lên các bạn. Ồ. Ồ, cái gì này thì khỏi xài mua tươi luôn anh. Đó. Im liền. Rồi mấy ông đem mua tươi về đi phải không? Đúng rồi. Ồ, cái gì im à, này trúng cái mạch nước ngầm rồi, tới công chuyện rồi, khỏi cần mua tươi luôn. Vô mánh rồi. Vô mánh đi nhà. Vô mánh luôn. Thì ra cái này nãy giờ mình bơm nước nó ém dưới các bạn, bây giờ mình buông ra thì nó trào ngược trở lên luôn nha, chứ không phải mạch nước tự nhiên nha. Rồi bây giờ sẽ đưa cái bộ hút sâu xuống. Bộ hút sâu là bộ này nè các bạn. Từ cái năm hạn hán hình như là khoảng 7-8 năm trước thì phải, là nó có cái vụ mà hút nước á, là cái vụ bộ hút sâu này mới ra mắt đây. Tức là cái ống này ha, ống này là ống 42 sẽ thọt vô cái ống 60 này, 42 đúng không ta, 42 đây đúng rồi, 42 nè các bạn, sẽ thọt vô cái ống 60 xuống dưới thì cái khoảng trống của 60 với 42 nó sẽ rộng nè. Và ở trên cái motor á, trước khi ra cái ống mà sử dụng thì nó sẽ đi lòn xuống cái này, đầy cái này trước, đây đầy xuống tới đây, đây sẽ có một cái lỗ đây nè, đâu rồi đây cái lỗ nè các bạn. Tới đây thì là sẽ có những cái miếng gòn nha, nước tới đây là nó không có xuống dưới được nữa, thì nó sẽ lòn vô trong này lại, nó đầy vô cái motor thì nó mới đầy cái ống bên trong, nó mới hút đường dưới này lên nha, trong này nó sẽ có một lớp bê nha các bạn. Thì hồi nãy thì bưng lên vắt giả, bây giờ xong rồi gỡ ra vắt xuống cũng vắt giả nha các bạn. Giờ tiếp theo sẽ là tới cái phần motor với bộ hút sâu. Hai mới lội chứ em gục, cái hai bơi cày cày trong cái lớn còn bơi được. Ủa, cái sông này nhầm mẹ gì hết. Cái sông này nhầm bài. Anh dạ, trên cái tắm đồ lắp ráp cũng dễ, đưa vô là dính khớp là lụm. Ai chứ mà, đồ mình chơi đồ kém không. Đồ kém nhiều đổi chứ làm đồ bổng bổng luôn. Đá dầm chỗ đá, dữ lắm đá luôn. Cái này đâu có đá, bao nhiêu đó. Đá khoan nửa tiếng hồ mới qua cái đá đó. Này chắc này kém điện lực quá. Bữa hôm đẩy cây đá 2 tiếng mấy luôn.
cụm lại buông ra chắc nó bay tới cây dừa luôn á. Thử cái anh. Thử cái anh cho nó phơ. Dạ. Thả được chứ. Đây là đang thổi cái nước ở dưới đó, giống như là nó xịt lên phải không? Thì tầm khoảng vài giây á, thì cái mạch nước ngầm nó sẽ dồn vào đường ống, nó sẽ thổi lên như thế này là các bạn, càng sẽ càng trong nè. Sâu xuống là thiết kế rồi các bạn. Giờ mấy chú phải vác này ra thế nè. Buổi sáng giờ mấy chú ăn cơm chưa? Mấy anh ăn cơm chưa? Chỉ ngồi có cho đồ ăn. Chết luôn. Thôi giờ vừa trái cũng nhiều rồi nè. Trái trời giữ đi thì giờ ông Tảo. Trái trời giữ đi ông Tảo. Sai. 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 Bò qua mà chú bò là mua đồng với gà này cũng sạch luôn không? Dạ, yên tâm là dữ gà bướm. Chứ bây giờ đó cái một thua. Ồ, người ta nuôi gà lai năn nỉ. Đi đã về phải ăn không? Ăn. Thâu lên bụi con. Gà gì nấu lẩu thì phải ăn rồi. Khỏi thâu đồng đi. Hả? Để cho anh mẹ. Dạ, 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 dạ. Mày đi dưới hả? Đi dưới hả? Ừ, mày đứng đó. Mày đứng đó. Đi xỏ đằng trên thì... Ta đi trên phải nè. Mày đi xa cái đi dưới. Mày đi đằng trên. Tao cũng đi trên. Mày đi đằng trên. Hai con đi đằng dưới. Vậy thôi hai già đi ra luôn để cho hàng giả trẻ thêm luôn đi. Đây là cái mô tơ đang bơm lên các bạn, nó có dưới lên rồi ha. Thì thời gian đầu thì nước nó sẽ còn đục nhưng chút xíu nữa sẽ trong lại. Bãi chiến trường. Thôi thì video mình cũng xin tạm dừng tại đây nha. Cảm ơn mọi người đã xem video của mình.